Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện Chợ Mới đã có 9 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trung bình các xã trên địa bàn huyện đạt 17,88 trên 19 tiêu chí, với 47,88 trên 49 chỉ tiêu, không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí. Hiện nay, 4 xã gồm Mỹ An, Hội An, An Thạnh Trung và Long Giang đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, 49 trên 49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm 2021 thì phấn đấu là có 4 xã đạt nông thôn mới. Đó là xã Hội An, Mỹ An, rồi An Thạnh Trung, rồi Long Giang. Thì hiện nay thì các cái cơ quan ban ngành cấp tỉnh thì cũng đã qua là thẩm định là được 2 xã Hội An và cái xã Long Giang. Thì đang đề nghị là xét công nhận hai xã này trước. Rồi qua Tết thì đoàn thẩm định của tỉnh sẽ qua tiếp tục thẩm định tiếp hai xã là Mỹ An và An Ninh Trung. Thì hiện nay thì huyện cũng đã đề nghị là xét 4 xã nông thôn mới này đạt nông thôn mới vào năm 2021. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Mới đã thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, năng suất chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên. Chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Đã có 4 xã gồm Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân và Mỹ An chuyển đổi 100% diện tích đất trồng lúa sang trồng cây màu và cây ăn trái. Đến nay tổng diện tích vườn cây ăn trái toàn huyện trên 7.787 ha. Trong đó diện tích trồng xoài chiếm trên 82%, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích canh tác. Nông nghiệp Chợ Mới thì đa số là hiện nay là cái hơn gần phân nửa diện tích là đã trồng cây ăn trái và rau màu. Cái lúa thì còn khoảng 50% thôi. Thành ra là huyện đang tập trung cho cái sản xuất rau màu và cây ăn trái. Thì huyện đang tìm cái đầu ra liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nông dân. Rồi củng cố các hợp tác xã là đầu mối triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất cho người dân, tức là giảm cái chi phí và cái giá thành nó cũng giảm xuống thì lợi nhuận cao lên. Giá trị mà sản xuất trên 1 ha của Chợ Mới thì về nông nghiệp thì năm 2021 đã vượt lên khoảng 329 triệu trên 1 ha. Trong năm 2021, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Chợ Mới trên 208 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, đặc biệt là hạ tầng giao thông, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống người dân. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2021 toàn huyện đạt trên 54 triệu 110 ngàn đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,21%, hộ cận nghèo còn 2,03%. An ninh chính trị, trật tự xã hội địa bàn nông thôn được giữ vững. Niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố vững chắc. Cầu đường làm hoàn thiện, thành ra người dân đi tới lui thông thương, mua bán hàng hóa vận chuyển cũng dễ. Thành ra đời sống nhân dân được phát triển. Nhà cửa thì tôi chung ra nhà mọc lên, nhà mới nhiều lắm. Rồi trong gia đình thì phương tiện như xe cộ hoặc là những gì gia dụng gia đình thì chúng ta cuộc sống bà con đây cũng khá lắm. Năm 2022 thì huyện phấn đấu là còn lại ba xã là Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ và Hòa Bình, thì cố gắng là còn lại ba xã này phấn đấu là năm 2022 này thì sẽ đạt xã nông thôn mới. Thì ba xã này mà khi hoàn thành nông thôn mới thì huyện Chợ Mới coi như đạt 100% các xã đã đạt xã nông thôn mới. Rồi giai đoạn 2023 thì huyện Chợ Mới phấn đấu là các cái tiêu chí còn lại của huyện nông thôn mới, thì phấn đấu đến cuối năm 2023 thì huyện đạt cái huyện nông thôn mới. Trong thời gian tới, huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách thực chất, bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.